À. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Ngày cá tháng 4 còn được gọi là ngày gì? Ngày sự thật. C. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Trong sự tích Hồ Gươm, vua Lê Lợi đã trả lại gươm cho con vật nào mang về cho Long Quân? Rùa vàng, lươn vàng. À, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. C. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Các ca sĩ Anh Tú, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn từng là thành viên của nhóm nhạc nào? Quả táo đỏ. Quả hỏi. Xin mời. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi chọn phương án A. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi 2 phương án sai. Đáp án của bạn là B. Riêng với câu này thì câu trả lời. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi xin gợi ý cho người chơi là đáp án A. Tôi chọn phương án A. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án A. A là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 10. Năm 1954,
Bác Hồ đã tặng hai con vật nào cho trẻ em thành phố Leningrad nhân 10 năm ngày thành phố phá vỡ vòng vây của phát xít Đức? Gấu, voi, chim bồ câu hay là chó? Xin mời bạn. Phương án B. Riêng với câu này thì câu trả lời, xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Lựa chọn phương án C. Riêng với câu này thì câu trả lời, phương án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 12. Xin mời câu hỏi số 12. Đáp án của bạn là B. Và đáp án đúng của câu này, phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi, có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi, trong đó có 3. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đâu là tên một loại số trong toán học? Chính phương, chính quy. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Lông ngựa vằn thường có mấy màu? Một. B. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. À. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi, có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Đâu là một khái niệm trong vật lý? Áp đặt, áp chảo. Xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Đâu không phải một loại rau ăn được? Cải cúc, cải song. D. Hoàn toàn đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. B. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 4. Xin mời.
Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Gọi điện. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án D. 50. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. D. Hoàn toàn đúng. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Phương án C. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta, thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Từ nào còn thiếu trong câu tiền vào nhà khó như ba chấm vào nhà trống? Nắng, gió. B. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 2. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Nhân vật lọ lem trong truyện cổ tích cùng tên đã đánh rơi một chiếc hài làm bằng chất liệu gì ở cung điện? Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Thuật ngữ tiếng Anh fashionista được dùng phổ biến trong lĩnh vực nào? B. Hoàn toàn đúng. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. Cụm từ nhất trí nhì vân tam lân tứ cẩn nói về 4 người nổi tiếng nào? 4 bác sĩ, 4 nhà khoa học, 4 họa sĩ hay là 4 nhà văn? Xin mời. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Em xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án D.
phương án D. Và đáp án đúng của câu này. Đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Làng nào ở Thừa Thiên Huế nổi tiếng với nghề truyền thống làm trầm hương? Phú Cam, Phước Tích, Thanh Tiên hay là Thủy Xuân? Hỏi. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là C. Em xin trợ giúp cho người chơi câu hỏi này đáp án là đáp án D ạ. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là C. Bạn đã chọn câu C. Và đây là một đáp án. Phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú?